thất bại chứ nó mới đúng được. Thử coi. Nếu mà cái cuộn trở mình còn di chuyển, tức là cái lực mình nó chưa có được tập trung xuống cái ngón tay mà nó vẫn còn bị mất cái chỗ cuộn trở nè. Rồi từ cái chỗ đó em bị đuối, cho nên sang cái câu cuối là câu cuối nó chỉ có hammer on pull off thôi, pull off thôi vấn đề. Nếu mà mỏi chân thì sử dụng ngón chân thay vì nguyên khớp cổ chân đỡ mỏi, hoặc là dùng gót chân cũng được. Rồi bây giờ em làm ngưng một chút, em làm chậm lại cái chỗ band đó, cái câu band thôi, để kiểm tra cái cuộc chỗ của em tay trái coi nó còn bị chạy hay không đó, em điều chỉnh cho nó. Nguyên cánh tay này mình sử dụng lực nguyên cánh tay, còn nếu nó bị đẩy dài lại nó chưa nó vô được cái ngón tay không? Rộng ra giữ nguyên đó.